Trường Tương Tư của Dương Tử vượt phim Liên Hoa Lâu của Thành Nghị. Ngày thứ hai phát sóng, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã chiếm vị trí số 1 của Liên Hoa Lâu trên các bảng chỉ số Winning Cut, Dead Win, đồng thời vượt qua phim A Lạc Truyện của Địch Tại Nhật Ba. Ba bộ cổ trang Trường Tương Tư do Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vạn Ý, Đàn Kiện Thứ đóng chính, Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuần Hy, A Lạc Truyện, Địch Tại Nhật Ba, Cung Tuấn hiện đang là những tác phẩm được khán giả quan tâm yêu thích. Cả ba tác phẩm đều có khởi đầu khá thuận lợi. A Lạc Truyện dù phát sóng bất ngờ tối muộn ngày 12 tháng 7, song nhờ danh tiếng của nam nữ chính, Cung Tuấn, Địch Tại Nhật Ba vẫn giúp phim thu hút lượng lớn fan. 10 ngày đầu tiên, bộ phim hầu như đều duy trì trong top 3 bảng xếp hạng chỉ số truyền thông VinInkết, phim chiếu mạng và bảng chỉ số Thịnh Vượng. Nhân vật Nhậm An Lạc của Địch Tại Nhật Ba và Hàn Diệp, Cung Tuấn chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng nhân vật phim của VinInkết top 3 vừa 4. Đến khi Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư lên sóng, cuộc đua giữa ba bộ phim bắt đầu cam go. Liên Hoa Lâu phát sóng ngày 23 tháng 7 nhanh chóng vượt A Lạc Truyện chiếm vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng VinInkết, Dead Win. Lý Liên Hoa do Thành Nghị thủ vai cũng lọt top 5 danh sách nhân vật phim hot nhất VinInkết. Tuy nhiên, khi phim của Dương Tử phát sóng ngày 24 tháng 7 đã có sự bứt phá ngoạn mục. Theo thống kê, ngày 25 tháng 7, Trường Tương Tư chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chỉ số phim Dead Win, đánh dấu ngày công phá hai điểm đầu tiên. Trên bảng xếp hạng phim chiếu mạng VinInkết, Trường Tương Tư cũng vươn lên top 1 trước các đối thủ Liên Hoa Lâu, An Lạc Truyện, Tiểu Yêu do Dương Tử thủ vai, lọt vào top 3 nhân vật phim hot nhất VinInkết với 9,22 điểm. Trên nền tảng Tencent Video, Trường Tương Tư phá mốc 30.000 điểm nhiệt độ, trở thành bộ phim đạt cột mốc 30.000 nhanh nhất trên nền tảng này trong năm 2023. Diễn xuất của dàn diễn viên Trường Tương Tư đang nhận nhiều phản hồi tích cực, kịch bản phim bản sắc nguyên tác đều thiết gốc, bối cảnh hậu kỳ và kỹ xảo của phim cũng được khán giả vô cùng khen ngợi.